Xin kính chào quý vị, mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình Chào ngày mới của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng tôi được phát sóng mỗi buổi sáng từ lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ trên kênh HTV7. Chương trình Chào ngày mới vào ngày hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2016 sẽ có những nội dung chính sau đây. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện chương trình sàng lọc suy dinh dưỡng sớm cho người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện. Qua đó, bắt đầu từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017, công ty Abbott sẽ phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sàng lọc tỷ lệ suy dinh dưỡng sớm cho người bệnh khi nhập viện trong quá trình điều trị tại khoa lâm sàng, người bệnh ngoại trú và cộng đồng. Cụ thể, đối với người bệnh ngoại trú, mỗi tháng một lần, bệnh viện sẽ tổ chức các chương trình tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng, khám và tư vấn cho người bệnh bị suy dinh dưỡng, cung cấp các suất ăn phù hợp bệnh lý theo nhu cầu của người bệnh. Bên cạnh đó, người bệnh nội trú và thân nhân cũng được tư vấn về chế độ dinh dưỡng. Tùy từng trường hợp, bác sĩ điều trị và bác sĩ dinh dưỡng của bệnh viện sẽ chỉ định suất ăn phù hợp với bệnh lý của người bệnh. Việc khảo sát tình trạng dinh dưỡng ở người bệnh đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp bức tranh toàn cảnh mức độ suy dinh dưỡng của người bệnh. Qua đó, việc phát hiện và điều trị suy dinh dưỡng được các thầy thuốc lâm sàng chú ý hơn bên cạnh điều trị bệnh chính của người bệnh. Hơn nữa, dựa trên các thông tin này, bệnh viện có thể đưa ra các chiến lược và chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh.